Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan một cái vườn cây của anh Hải ạ. Của anh Hải bên Quảng An của thành phố Hà Nội. Vâng, như các bạn thấy trước mặt chúng ta là một cây xanh. Vâng, một cây xanh mình có thể gọi là cây xanh dáng làng. Tại vì cây này phải đến phải đến 50 bông ạ. Chúng ta tiến vào cái phần gốc một chút. Cây khá già. Bệ rễ đan xen hết cả. Các tầng tay tán thì mình cảm giác cây này họ làm cũng khá thưa. Tiếp theo chúng ta đến với cả một cây xanh dáng trực quyền. Cây này các bông tán anh Hải làm khá dâm. Vâng, đứng ở vị trí này thì các bạn hình dung được các tán của cây rất là dày. Chúng ta xem qua phần đế rễ. Vâng, thân cây rất là to. Vâng, trước mặt chúng ta là một cây thông đen. Cây thông đen vào mùa này thì mình thấy rằng là các tán nó trông khá là thưa. Cây này cũng khá già rồi. Để mình quay tổng thể. Vâng, cây này trồng trồng cũng khá lâu lắm. Vâng, mình thấy ở trong này khá nhiều cây xanh, hầu như là cây xanh. Vâng, tiếp tục trước mặt chúng ta là một cây xanh nữa. Một cây xanh này mình cảm giác anh mới cắt tán cỡ một độ tầm 2 tuần, 2 tuần đến 3 tuần là cùng thôi. Một cây xanh khá cao, chiều cao của cây cỡ một độ tầm 1m8. Một bệ rễ khá lớn. Cái này ôm đá cũng khá lâu năm rồi. Vâng, cũng tiếp theo là một cây xanh. Cây xanh này trong một cái chậu có khoảng độ tầm 1m2. Chiều ngang cỡ khoảng độ tầm 80 phân. Cái này anh ấy mới xử lý cái bộ thân. Vâng, các bạn nhìn tổng thể ạ. Bây giờ chúng ta tiến vào cái phần thân một chút. Vâng, như các bạn thấy anh mới xử lý cái thân này. Vâng, tiếp theo chúng ta đến tiếp một cây xanh nữa. Và cây xanh này thì anh Hải cho ôm đá. Vâng, mình thấy một cối đá rất là kỳ lạ. Vâng, các bạn có thể quan sát được cái sự kỳ lạ của viên đá này.
và một cái ốp đá khá ấn tượng. Cái chiều cao của viên đá phải đến 80 phân ạ. Chắc chắn là ốp đá lâu năm rồi. Các bạn nhìn các đường dễ chạy. Vâng, và trước mặt chúng ta là một cây xanh khá lớn, chiều cao phải hơn 2 mét ạ. Vâng, mình quay tổng thể để các bạn hình dung. Cái gốc này phải 2 người ôm. Vâng, phải 2 người ôm. Vâng, với cái số lượng cây cỡ khoảng độ tầm hơn 40 cây ở khu vườn này, mình thấy toàn cây đại. Cây này cũng khá già rồi. Ổ đế rễ này thì anh Hải làm kỹ một chút xíu nữa, chỉnh cho nó uốn lượn một chút xíu là có bộ đế rễ đẹp. Và cuối cùng chúng ta đến với cả một cây hoa giấy, một cây hoa giấy đang trong quá trình anh tạo tác. Vâng, anh ở phía trên anh để thả vàng mọc rông rất là nhiều. Các bạn có thể hình dung mọc rông rất là nhiều. Vâng, cây hoa giấy này là một cây hoa giấy cũng khá lâu năm rồi, gốc rất là lớn. Chúng ta tiến vào cái phần gốc một chút. Gốc rất là lớn. Bằng một găng tay của mình. Vâng, dựa trên nền tảng là một gốc cùi to, anh sẽ làm những tầng tán ở phía trên. Vâng, và đây là tổng thể của tác phẩm cây hoa giấy. Chiều cao của cây cũng phải đến hơn 2 mét ạ. Vâng, rất cao. Gồm có hai thân chính mà cái thân nào cũng to. Và ngoài ra còn một cái thân giữa nữa. Một cái gốc khá uốn lượn. Vâng, mà mình đang đứng ở mặt sau của cây. Một cái gốc khá lớn. Vâng, và một lần nữa mình quay tổng thể khu nhà vườn của anh Hải. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.